Bởi vì sao? Người dân người ta bị chế độ cộng sản này, các ông ấy đè đầu cưỡi cổ người ta quá nhiều, gây ra bao nỗi oan trái của người dân, có thể trực tiếp hay gián tiếp, hay người ta là chứng kiến, người ta nhìn thấy cái việc đó nó trải qua hàng ngày. Thậm chí không phải chỉ riêng chuyện đàn áp áp bức người ta gây ra những oan sai đối với hàng nghìn hàng triệu người dân, hàng vạn người dân, mà người ta còn cảm thấy cái sự lật lọng và cháo trở những cái ngôn từ coi thường người dân khi các ông quan chức từ to đến nhỏ phát biểu ở trên các phương tiện truyền thông, từ thông tin báo chí cho đến truyền hình. Người ta dùng những cái ngôn từ coi thường người dân bấy lâu nay, và cái thái độ người dân người ta vô cùng căm phẫn. Cho nên ngày hôm nay, cái sự việc ngày hôm nay, người ta không tỏ một thái độ chia buồn nào cả, thì đừng có trách người dân. Bởi vì lòng dân là người ta phán xét là chuẩn nhất. Thế còn nếu như ai đó muốn đạo đức giả, muốn tỏ một sự cao thượng, muốn tỏ một thái độ khác với đại đa số mọi người, hay là thực sự người ta có tình cảm thật với những cái ông mất kia, người ta bày tỏ, đó là quyền người ta, không cần phải quan tâm, không cần để đếm xỉa chuyện đó. Nhưng tôi nói ngày thực trạng, trong cái xã hội thực trạng mà người ta chỉ dùng tiền, dùng quyền và dùng nhiều thứ khác, và cái nhiều thứ khác này trong nháy nháy các bạn tự hiểu, tôi không cần phải nói nữa, để người ta thăng quan liên chức, người ta thay vì phải tài năng, thay vì phải cống hiến, thay vì tài năng để người ta khẳng định, để người ta có thể nắm giữ những cái vai trò trong xã hội, thì người ta dùng tiền, dùng quyền, dùng mối quan hệ, người ta hoành hoang, người ta công bố một cách rộng rãi, người ta phát biểu một cách hoành tráng ở trên phương tiện truyền thông, trên truyền hình, trên báo chí rằng nhất quan hệ, nhì tiền tệ, đúng không ạ? Và ba là bốn cái gì? Bốn mới, cuối cùng mới là trí tuệ. Người ta coi trí tuệ xuống dưới hàng cuối cùng của cái con đường thăng tiến, con đường công danh, con đường thành công của họ trong xã hội. Cái sự thành công ở đây không phải chỉ dành cho những người làm quan chức, làm chính trị, mà cái sự thành công ngay cả những doanh nghiệp, người ta mặc nhiên người ta coi quan hệ là hàng đầu, không cần biết là ai, chỉ cần có mối quan hệ. Có nghĩa gì? Con ông cháu cha, hoặc là có mối một quan hệ nào đó với các quan chức cộng sản, thì ta nghiễm nhiên người ta coi đấy là lợi thế, và nghiễm nhiên coi đấy là một điều kiện đầu tiên, quyết đầu tiên để đến biến đến thành công trong sự nghiệp kinh doanh hoặc trong sự nghiệp chính trị. Tôi nói vậy thì các bạn đủ hiểu đúng không? Người ta đâu có phải vì tài năng, một ông bí thư, hay thậm chí kể cả ông tổng bí thư hay là ông một chủ tịch nước, đâu phải vì tài năng mà người ta đứng lên trên đó, đứng trên đầu thiên hạ như thế. Mà người ta dùng cái gì? Cái quan hệ. Cái quan hệ các bạn ạ. Đúng không ạ? Vây cánh, bè phái, dùng tiền để mua, mua quan, mua bán, quan chức, chức tước. Vậy thì làm sao mà để có một cái lòng dân người ta phục cái chuyện đó? Đấy là riêng cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi một người ta đã công bố mà người ta cũng nói thẳng luôn, dùng tiền để mua quyền, đó là một cái cuộc kinh doanh, và người ta phải bằng mọi giá để thu hồi lại cái vốn người ta bỏ ra. Cái vốn ở đây là gì? Các bạn vừa xem rồi đấy, lương công bố, lương của chủ tịch nước, của thủ tướng có 12, 13 triệu à? Vừa mới tăng ông bà chủ, vừa mới tăng kể cả chức tứ trụ triều đình có 12, 13 triệu à? Đúng không các bạn? Vậy tại sao người ta tài sản người ta nhiều như thế? Khối tài sản người ta nhiều khủng khiếp đến như vậy. Người ta cướp của dân đấy các bạn ạ. Người ta lấy sử dụng quyền lực, người ta đào tài nguyên đi, người ta bán. Người ta cướp, người ta mượn danh là luật pháp để người ta cướp những tư liệu sản xuất là đất đai của người dân, người ta đẩy những người dân, những chủ nhân thực sự của những cái mảnh tư liệu sản xuất, những cái mảnh ruộng của người ta, những cái mảnh đất mà người ta cha truyền con nối, người ta thậm chí còn người ta còn có trước khi cái Đảng Cộng sản này ra đời. Người ta đã có rồi, người ta là chủ nhân của mảnh đất đó. Bây giờ người ta sử dụng những cái luật, bộ luật tự họ nghĩ ra và họ cướp trắng trợn, họ đền bù, dùng cái chữ đền bù nhưng với một số tiền bố thí. Các bạn ạ, đúng không? Vậy thì những đó ở đâu ra? Và người ta dùng những cái mảnh quyền lực đó, người ta thậm chí người ta còn xua hàng ngàn nhé, con số hàng nghìn công an, hàng nghìn thậm chí cả bộ đội tham gia vào những cuộc cưỡng chế. Các bạn thấy khủng khiếp chưa? Sử dụng những người ăn lương của dân, đánh đập, cướp bóc. Các bạn đã xem những video clip để đánh đập ở bà chị Cấn Thị Thêu hiện tại đang ngồi trong tù chưa? Đang ngồi trong trại giam chưa? Đánh đập tàn bạo như thế nào các bạn search ở trên YouTube có luôn nhé. Cuộc cưỡng chế của dân đội, người dân dân đội. Hay các bạn xem một cuộc cưỡng chế ở Văn Giang. Hay các bạn đã nhìn thấy những cái xe ở Cẩm Giàng, Hải Dương đè cái xe nghiến, cái xích, nó nghiến những cái bà nông dân để giữ đất chưa? Cắm cờ đỏ sao vàng đấy, nghiến hết. Cờ là cái gì? Là cái mớ rẻ rách. Khi cơn khát vọng, cơn khát tiền của những kẻ ma quỷ đội lốt con người và nhân danh quyền lực, nhân danh pháp luật, người ta bất chấp. Vậy thì trước những cái tội ác như thế của những kẻ, thử hỏi các bạn có nhỏ nước mắt cho đối với những kẻ như thế không? Những kẻ lòng lang dạ sói, những con quỷ đội lốt người, chứ không phải là con người.
chúng ta chỉ dành tình thương, chỉ dành dòng nước mắt, những lời cảm chia sâu sắc với những người có tình người. Chúng ta không làm gì chúng ta phải phí những dòng nước mắt hay những cái lời nói chia sẻ với những kẻ mang danh những con quỷ mang đội lốt người, đúng không các bạn? Vậy thì cái hôm nay cái phản ứng người dân chính là cái nhiệt kế đo cái lòng dân để vả vào mặt những cái kẻ vẫn ra giả trên báo đài, trên truyền thông, trên các loa phát từ 5 giờ sáng khi còn người dân còn đang ngủ rằng chế độ này là của dân, do dân và vì dân, và rực rỡ như thế nọ thế kia, đúng không các bạn? Cái lời ngày hôm nay, những cái bình luận của người dân, tôi đánh giá rằng đó là cái quan điểm thực sự của người dân trả lời cho những kẻ mạo danh chúng ta, tiếm quyền của chúng ta, những người dân bình thường. Nó là cái tát vào mặt những kẻ hoanh hoang như đó, những cái gương mặt bóng nhảy lên TV, nói những lời xảo trá, những ngôn từ xảo trá các bạn ạ. Thế cho nên, đừng có trách người dân, tại sao trước cái chết với một dân tộc luôn coi trọng tình cảm, nhân bản và yêu thương lẫn nhau, nhưng dưới sự cai trị của cái chế độ này, của những con người thiếu cái tình người đó, chỉ biết lợi ích của riêng họ, bất chấp những cái sự đau khổ, bất chấp những cái nước mắt, mồ hôi, máu của những cái dân lành, thì tại sao chúng ta phải dòi nước mắt cho những con người như thế? Đúng không ạ? Họ đâu phải là người. Họ chỉ hình hài của con người thôi. Còn bên trong họ đâu có phải là con người. Mà tại sao chúng ta phải dành tình thương cho họ? Đúng không? Cho nên những người nào chỉ trích người dân bằng tại sao lại hồ hởi hả hê, tôi xin lỗi. Những người đó chưa gặp những cái oan trái, hoặc chưa nhìn thấy, hoặc người ta cố tình giả mù, giả câm, giả điếc trước một cái thực trạng khốn nạn của cái xã hội, của dưới cái chế độ này. Đúng không các bạn? Tôi không hề quá lời nhé. Tôi không hề quá lời, mà tôi nói đúng những cái gì suy nghĩ mà tôi cảm nhận thấy cái lòng dân trong ngày của ngày hôm nay. Chứ tôi không hề quá lời. Vậy nên đừng đoán trách lòng dân nhé. Các ông cộng sản, hôm nay ngày hôm nay ấy, điệp sự dục bạo lực đấy, chính là các ông sự cộng sản đối xử với nhau, tranh giành lợi ích, tranh giành quyền lợi với nhau. Đúng không? Đâu có phải người dân đâu có được tham dự vào cái cuộc chơi này. Toàn là họ sử dụng với nhau à? Ba ông đấy đều là đảng, tôi cam đoan chắc chắn phải đảng viên Đảng Cộng sản, phải học qua các cái trường lớp cấp cao, cấp chính trị lý luận, rồi học tập học tập và làm theo các cái chiến dịch rồi, đúng không? Thì nó mới thế. Cho nên tôi muốn để qua cái vụ ngày hôm nay, các ông cộng sản khác, kể cả những thằng lính quen, những thằng ra sức để bảo vệ cái chế độ thối nát này, hãy nhìn vào đó, vợ con của chúng mày hãy nhìn vào đó. Đừng trách người dân. Chúng mày vì khốn nạn cho nên người dân người ta mới đối xử như thế. Cầm một chí một lời nói người ta cũng không thể nào mất cho những cái kẻ khốn nạn thế được. Hãy hiểu nhá. Mở mắt ra, thông não ra, nhìn ra xung quanh đi. Đừng có chấm chấm vào một cái bát cơm của chúng mày như thế nữa. Chúng mày hiểu chưa? Còn nhà Phật ấy, người ta có nói câu này, các thầy ở các chùa ấy, khi đi giảng, thuyết giảng cho các Phật tử các chùa, nhất là trong cái mùa Vu Lan báo hiếu này. Tôi nhớ có một thầy nói như thế này: ở đời phàm làm việc gì ấy thì cũng nghĩ đến cái hậu quả đó. Nếu tôi được góp ý hay có một lời nhắn nhủ đối với những ông cộng sản cầm quyền hoặc những kẻ đang vì cái bảo vệ cái chế độ cộng sản này ấy, thì cứ ngẫm cái câu đó thôi nhé. Kể cả vợ con quý vị, hãy ngẫm cái câu đó và đừng trách người dân tại sao người ta lại vô tình đến như thế. Tôi vừa đọc thấy một bài báo của một phóng viên trên VTC chê trách người dân và nói là vô lương. Tôi xin lỗi, không hiểu những kẻ nào mới là vô lương, những kẻ nào mới là những kẻ khốn nạn, những kẻ nào mới là những kẻ lưu manh và đểu cáng trong cái xã hội này, chứ không phải là người dân. Người dân giả dụ có vô lương, có lưu manh, có đểu cáng một, thì những kẻ kia đều váng hàng vạn lần. Hỡi nhà báo của VTC ạ. Và ngay cả bài viết của các bạn ấy, nó đã thể hiện sự vô lương rồi. Tại sao báo chí làm cái việc phản ánh thực hiện thực xã hội, tại sao các bạn không dám viết bài về những cuộc áp bức huy động hàng nghìn công an đến đánh đập những người dân tay không tấc sắt, bảo vệ cái mảnh đất, bảo vệ cái chủ sở hữu của họ, cái tư liệu sản xuất của họ, rồi tống họ vào tù đầy một cách oan khiên và cay đắng. Các nhà báo đừng lên giọng đạo đức, hãy về đó chứng kiến và đưa hãy thực trạng của những cái chuyện đó đi trước khi các bạn trách cứ người dân nhé. Các bạn đừng lên giọng làm già đạo đức như thế nữa, mà hãy thử đắm mình vào cái không khí đó, cái không khí đàn áp tàn khắc còn hơn cả những
đi càn quét còn hơn cả bọn thực dân hay bọn đế quốc được viết trong sách. Mà các bạn hãy ra cảm nhận đi, chứ đừng ngồi phòng máy lạnh, đừng chơi trò câu chữ, đừng chơi trò câu chữ với lại người dân. Người dân người ta thừa hiểu nhé. Nhiều người còn tài giỏi hơn các bạn nhiều. Các bạn đừng lên mặt dạy đời. Các bạn né tránh những cái việc mà có thể động chạm đến nồi cơm của các bạn, trong khi các bạn có thể lên giọng mắng nhiếc những người dân bình thường vì các bạn nghĩ rằng người dân người ta không đủ năng lực để người ta đáp trả lại các bạn à, đúng không? Chửi người dân dễ quá mà. Trên mạng Facebook, mọi thông tin khác đều mờ nhạt hoặc là chìm nghiệm trước cái tin bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức tỉnh bị bắn chết, bất kể là tỉnh nào. Có người lại hào hứng gọi sát thủ là anh hùng, là xạ thủ số 1, mà tạm quên đi ông ta cũng là một trong số những quan chức hàng tỉnh. Thấy dân tình quá sức hoan hỷ trước tin các quan chức đầu tỉnh bị bắn hạ này, một nhà báo lề đảng không cầm lòng đã viết một bài phê phán sự vô lương của cộng đồng trước cái chết của các quan chức. Thế nhưng, nếu trách dân ta vô lương, thì phải nhớ đến câu ca dao trong nhân gian là giúp dân, dân lập đền thờ, hại dân, dân đái ngập mồ thối xương. Không thấy một ngày người ra ngõ, người xuống đường bướng dâng lạnh lùm cùng cái kiên con sầu.